không gian tiền điện tử và blockchain toàn cầu đang từng bước tiến vào giai đoạn chuyển mình quan trọng. Một làn sóng cá voi mới đang tạo ra cơn địa chấn. Chỉ trong năm nay, khoản đầu tư từ những cá voi mới đã bùng nổ, tăng gấp 13 lần và đạt 108 tỷ đô la. Một con số khổng lồ chiếm gần 50% tổng vốn hóa thực của BTC. Sự chuyển đổi hệ thống này đang định hình tương lai BTC khi những nhà đầu tư mới dần thống trị thị trường. Song song đó, tên tuổi của Vitalik Buterin, nhà sáng lập Ethereum, đang sáng trực trong danh sách tiềm năng cho giải Nobel Kinh tế với những đóng góp phá vỡ mọi quy chuẩn về tiền tệ và blockchain. Không dừng lại ở đó, mạng The Open Network hiện đã chạm mốc 100 triệu địa chỉ ví hoạt động. Riêng B-Network, từ một dự án từng bị hoài nghi là lừa đảo, giờ đây đang tạo dựng nền tảng cho một blockchain tầm cỡ. Tất cả đang qua nhịp tạo nên một cuộc cách mạng trong thế giới tiền điện tử, nơi tương lai đang được viết lại từ chính thời khắc này. Mời quý vị khởi động ngày mới cùng 5 phút Crypto, nơi cập nhật nhanh chóng những tin tức nóng sốt nhất của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Dữ liệu từ CryptoOne đã chỉ ra rằng số liệu đầu tư của các cá voi BTC mới đã tăng gấp 13 lần trong năm nay, đạt gần 108 tỷ đô la vào ngày 6 tháng 10. Khoản đầu tư này chiếm 48,8% tổng vốn hóa thực của BTC, gần bằng mức 113 tỷ đô la của các cá voi cũ, đánh dấu con số kỷ lục mà các nhà đầu tư mới chi ra. Vốn hóa thực, một chỉ số quan trọng đánh giá giá trị thực của BTC, đo lường giá trị từng UTXO khi được di chuyển lần cuối, là thước đo chính cho việc lưu trữ giá trị của tài sản này. Đáng chú ý, sự tham gia của các cá voi mới vào vốn hóa thực đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 6 tháng 10, vượt qua kỷ lục trước đó từ năm 2021. Các cá voi mới là những địa chỉ nắm giữ hơn 1.000 BTC trong thời gian trung bình dưới 155 ngày, không bao gồm ví của sàn giao dịch hay thợ đào. CEO của CryptoOne Ki Jong Chu gọi đây là sự chuyển đổi thế hệ và dự đoán vốn hóa thực của các cá voi sẽ sớm vượt qua các cá voi cũ. Dù số liệu on-chain tích cực, báo cáo từ Glassnode cho thấy các holder ngắn hạn đang hướng đến lợi nhuận và tâm lý của họ sẽ quyết định biến động giá ngắn hạn. Thị trường tương lai cũng ghi nhận sự tăng giọt đầu cơ, có thể gây ra biến động do áp lực giảm đòn bẩy. Sau khi cuộc tranh luận xung quanh danh tính của cha đẻ Bitcoin Satoshi Nakamoto nổi lên, nhà sáng lập của Ethereum cũng được chú ý mạnh mẽ. Một số nhà kinh tế học được cho là đang đưa ra đề xuất bất ngờ về việc đưa Vitalik Buterin, nhà sáng lập Ethereum, vào danh sách ứng cử viên giải Nobel Kinh tế vì những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử. Trong podcast The Marginal Revolution phát ngày 8 tháng 10 năm 2024, hai nhà kinh tế Taylor Cowen và Alex Tabaros đã thảo luận về tiềm năng chiến thắng giải Nobel Kinh tế năm nay. Trong đó có đề cập đến Buterin như một ứng cử viên sáng giá. Cowen ca ngợi Buterin vì đã vượt qua mọi lý thuyết về tiền tệ truyền thống. So sánh công trình của anh với những đóng góp của Satoshi Nakamoto, việc chuyển đổi mạng Ethereum từ cơ chế Proof of Work sang Proof of Stake thông qua sự kiện Demos mà không làm gián đoạn hoạt động được Tabarrok ví như thay lớp xe khi xe vẫn đang chạy. Buterin còn được đánh giá cao vì tính cách lịch sự và sự cống hiến cho hoạt động thiện nguyện. Những đóng góp của anh không chỉ giới hạn trong công nghệ blockchain mà còn hướng tới xây dựng một nền tảng tài chính phi tập trung cho tương lai. Hiện tại, mạng Ethereum với tổng giá trị bị khóa TVL vượt 44,5 tỷ đô la và vốn hóa thị trường ETH đạt hơn 293 tỷ đô la, đã khiến nó trở thành nền tảng blockchain lớn nhất thế giới. Trong khi đó, dù sinh sau đẻ muộn, mạng The Open Network hay còn gọi là TON, một blockchain layer 1 liên kết chặt chẽ với nền tảng xã hội Telegram, vừa đạt cột mốc ấn tượng với 100 triệu địa chỉ ví duy nhất có số dư dương. Điều này đánh dấu mức tăng 95% số lượng người dùng hoạt động kể từ đầu năm, khi chỉ có 4,3 triệu người dùng. Sự gia tăng ấn tượng này được cho là nhờ vào mối liên hệ mạnh mẽ giữa TON và Telegram. Mặc dù Telegram đã khởi xướng dự án TON, nhưng không thành công trong việc tích hợp. Một nhóm phát triển sau đó đã tiếp tục xây dựng dự án. Tháng 9 năm 2023, Telegram khôi phục sự quan tâm đối với TON bằng cách ra mắt ví tiền điện tử trên blockchain Layer 1. Nhiều dự án game Tatooine cũng nhanh chóng xuất hiện, cho phép người chơi hoàn thành nhiệm vụ để kiếm token từ Mainnet TON. Một trong những trò chơi clicker đầu tiên là Notcoin đã nhanh chóng tạo ra làn sóng thu hút mạnh mẽ. Nói tiếp theo đó là những dự án như DOS và Hamster Combat cũng đã gây chú ý.
Mặc dù Tron ghi nhận sự phát triển vượt bậc, song giá của token Troncoin hiện đang giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 5,17 đô la vào cuối ngày hôm qua, giảm 0,6% trong ngày. Tuy nhiên, với sự phát triển của hệ sinh thái, khả năng phục hồi của Troncoin vẫn được hy vọng, nhất là khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phục hồi. Ra mắt vào năm 2019, Binance đã trải qua một hành trình đầy thử thách, từ một dự án bị hoài nghi là lừa đảo đến việc dần khẳng định vị thế của mình trong không gian tiền điện tử. Ban đầu, ý tưởng khai thác Bitcoin thông qua ứng dụng di động, một phương pháp không đòi hỏi sức mạnh tính toán cao, đã thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến nhiều người nghi ngờ về tính khả thi và minh bạch của dự án. Vượt qua những hoài nghi, Binance dần tạo dựng được cộng đồng người dùng mạnh mẽ với hàng chục triệu pioneer trên khắp thế giới. Dự án đã chứng minh rằng Binance hoạt động nghiêm túc và không phải là một trò lừa đảo như lời đồn. Được xây dựng dựa trên lý thuyết dân chủ hóa khai thác tiền điện tử, Binance ưu tiên khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người, ngay cả với những ai không có đủ nguồn lực tài chính hay kỹ thuật để khai thác tiền điện tử truyền thống. Nhóm phát triển Binance không chỉ tập trung vào việc xây dựng blockchain, mà còn đặt trọng tâm vào giáo dục và đào tạo ra một hệ sinh thái nơi người dùng có thể giao dịch hàng hóa và dịch vụ bằng Bitcoin. Dù hiện tại giá trị chính xác của Bitcoin vẫn chưa được xác định, song những bước tiến của mạng lưới và sự tham gia của cộng đồng đã mở ra tiềm năng lớn trong tương lai, đặc biệt là khi dự án sắp bước vào giai đoạn open mainnet. Khi blockchain của Pi hoàn thiện, nó có thể trở thành một nền tảng mang tầm cỡ, mang lại giá trị thực sự cho người dùng và cộng đồng tiền điện tử toàn cầu. Ở một diễn biến khác, tại Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần đây đã bắt đầu tiến hành thảo luận về dự thảo luật công nghiệp công nghệ số. Trong đó, chính phủ đề xuất các nội dung chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ số, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI và quy định về tài sản số. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày tờ trình của chính phủ, nhấn mạnh sự cần thiết của việc bổ sung các quy định về AI và tài sản số. Dự luật đã dành một chương riêng để quy định về AI, coi đây là công nghệ cốt lõi, đồng thời giao nhiệm vụ cho chính phủ quy định chi tiết các vấn đề liên quan. Dự thảo cũng giới thiệu khái niệm tài sản số là tài sản vô hình tồn tại dưới dạng dữ liệu số, được tạo ra, lưu trữ và giao dịch thông qua công nghệ số, đồng thời được pháp luật bảo hộ như một loại quyền tài sản. Chính phủ sẽ quản lý chặt chẽ loại hình tài sản này nhằm đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân và kiểm soát rủi ro. Chủ tịch Quốc hội ông Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý rằng đây là lần đầu tiên khái niệm tài sản số xuất hiện trong văn bản pháp lý, yêu cầu cần xem xét cẩn trọng. Các đại biểu đều nhất trí rằng việc đưa AI và tài sản số vào luật là rất cần thiết. Tuy nhiên, cần làm rõ để đảm bảo sự đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là bộ luật dân sự. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. CryptoLetVN hy vọng nhận được sự góp ý từ các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. CryptoLetVN xin chúc các bạn một buổi sáng.